Theo tờ điện Washington, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, việc thả con tin có thể bắt đầu trong vài ngày tới. Mỗi bên sẽ đình chỉ các hoạt động chiến đấu trong 5 ngày, trong khi ít nhất 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin tại Gaza sẽ được thả theo đợt sau mỗi 24 giờ. Việc trao trả tù nhân sẽ được giám sát từ trên cao. Thỏa thuận dự kiến cũng cho phép tăng đáng kể viện trợ nhân đạo vào giải Gaza, bao gồm cả nhiên liệu, thông qua cửa khẩu Rafah. Tờ Bưu điện Washington dẫn lời các nhà ngoại giao Ả Rập cho biết, đây là kết quả của nhiều tuần đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar giữa Israel, Mỹ và Hamas. Tuy nhiên, cả Mỹ và Israel đều chưa xác nhận thông tin. Trước đó, trong phát biểu tối qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa bảo vệ mục tiêu chiến dịch quân sự tại giải Gaza, đồng thời cho biết sẽ thông tin chi tiết về bất kỳ thỏa thuận nào đạt được. Israel luôn tuân thủ luật chiến tranh. Đó là cách quân đội của chúng tôi hoạt động. Viện trợ nhân đạo cũng rất quan trọng để duy trì sự hỗ trợ quốc tế nếu không có viện trợ nhân đạo, ngay cả những người bạn thân nhất của chúng tôi cũng sẽ khó có thể ủng hộ chúng tôi lâu dài. Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang tuần thứ Bảy, với hơn 1.000 người chết tại Israel và hơn 12.000 người ở dài Gaza, trong đó gần một nửa là trẻ em. Trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công Hamas sang khu vực phía Nam, quân đội nước này hôm qua kêu gọi người Palestine ở thành phố Khan Yunis sơ tán về phía Tây. Thời báo tài chính của Anh đã cảnh báo nguy cơ một thảm họa nhân đạo trầm trọng khi hầu hết dân số 2,3 triệu người tại Gaza đang trú ẩn ở khu vực phía Nam. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện al -Sifa. Đây là cơ sở y tế lớn nhất tại giải Gaza và những ngày qua đã trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Một nhóm đánh giá gồm các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc đã mô tả tình hình tại bệnh viện al đang ngày càng trở nên tuyệt vọng không thể thực hiện chức năng cơ bản của một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư thiết yếu khác. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua bày tỏ lo ngại khi hàng trăm người buộc phải di rời do xung đột đã thiệt mạng tại hai trường học ở Gaza. Ông đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden can thiệp để chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay. Tôi đề nghị Tổng thống Joe Biden với ảnh hưởng quốc tế của mình cũng như ảnh hưởng với Israel, hãy can thiệp ngay lập tức để chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Hãy ngăn chặn thảm họa nhân đạo này, ngăn chặn các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường. Lịch sử sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai thực hiện những hành vi bạo lực. Hãy cứu trợ những người dân bị bao vây của chúng tôi ở Gaza. Cuộc chiến này phải dừng lại ngay lập tức. Nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Khoảng 200 người biểu tình hôm qua đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển Tel Aviv của Israel, kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ngày càng leo thang. Trong khi đó, bất chấp trời mưa, hàng nghìn người dân Pháp đã tham gia tuần hành để bày tỏ ủng hộ với người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay.